Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh youtube của Xuân Hồng Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một số những cái concept của Bento Expo, ẩm thực của sự yêu thương Và đây chính là concept thứ nhất, đó là chuyện tình chim cánh cục Sushi Nhật Bản Và các bạn có thể xem chi tiết hơn về một cái hộp quà về chuyện tình chim cánh cục các bạn nhé đây rất là dễ thương và siêu cute đúng không các bạn rồi và mình sẽ mở hộp cho các bạn xem uh, về cái concept sushi và chuyện tình chim cánh cục đây là sushi các bạn ha màu sắc và hình ảnh hoàn toàn chân thật và những cái chân nguyên liệu đều là nguyên liệu tươi mới bổ dưỡng và ăn kèm với nước tương hoặc là mù tạc các bạn ha mù tạc nghiền nguyên chất các bạn ha đấy rồi tiếp theo đó chính là cần xếp về giáng sinh các bạn có thể thấy là hình cây thông noel được làm rất là tỉ mỉ cùng với các hộp quà và túi quà và đây cũng chính là cần xếp cây thông noel dành cho những cái bữa tiệc đại gia đình các bạn ha và không những thế thì nếu như các bạn đặt hàng ở bento expo theo tuần hoặc theo tháng thì chúng ta sẽ có cần xếp chuyện tình chim cánh cục hoặc là những cái cần xếp tương tự bảy món thay đổi một tuần và đây một số những cái cần xếp và hình ảnh thực tế để cho các bạn có thể tham khảo các bạn ha đồ ăn này thì rất là thích hợp với các bạn nhỏ cũng giống như là gia đình và có thể trở thành những món quà vô cùng ý nghĩa các bạn ha và đây là một cái cần xếp về chú cá heo rất là xinh xắn và khi mà các bạn lựa chọn Bento Esbo, ẩm thực của sự yêu thương thì không những là ngon miệng mà ngon mắt nữa các bạn ha. Và đây chính là concept đón chào năm mới đó các bạn. Các bạn có thể thấy là hoa mai, hoa đào và được phối để làm thành cái món sushi vừa ngon mắt vừa tuyệt diệu dành cho các bé cũng giống như là những cái bữa tiệc liên hoan cuối năm của công ty hoặc là của gia đình các bạn ha. Nguyên liệu thì hoàn toàn tự nhiên và được đóng gói cẩn thận. Đây là hộp quà các bạn ha. Và nếu như mà các bạn không có thích hộp quà thì các bạn có thể sử dụng hộp giấy đều được. Thì không những là ẩm thực thì đây cũng là một món quà khá là tinh mắt. Hơn thế thì các bạn có thể lựa chọn những cái combo vừa nước uống, vừa đồ ăn. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đây là thực đơn của Bento Expo. Các bạn có thể đặt hàng thông qua fanpage hoặc là website Bento Expo. .vn các bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé.